Hương Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại chung mục tâm sự thầm kín. Và câu chuyện tâm sự của ngày hôm nay có tựa đề Ân ái với mẹ kế. Ngay sau đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Khi tôi còn là cậu sinh viên năm thứ 3 của trường đại học kinh tế, thì có một tin buồn bất ngờ đến với gia đình tôi. Mẹ tôi bị bệnh ung thư vú. Và bà đã đau đớn ra đi sau 5 tháng phát hiện căn bệnh quái ác đó. Bố tôi đã suy sụp rất nhiều. Còn anh em tôi kể từ ngày đấy cũng sống khép kín và lặng lẽ hơn. Sau hơn 2 năm, bố tôi cưới cô thư ký xinh đẹp của mình về làm vợ. Mặc dù bị chúng tôi phản đối rất nhiều, nhưng ông vẫn quyết định cưới cô ấy. Bố là tổng giám đốc của một công ty truyền thông lớn. Công việc của ông cứ nay đây, mai đó. Rồi năm bữa nửa tháng lại bay ra nước ngoài để gặp gỡ đối tác. Những lúc như thế bố thường không đưa mẹ kính đi cùng, mà để cô ấy ở nhà để tiện cơm nước và chăm sóc cho chúng tôi. Cô em gái của tôi tham gia câu lạc bộ người mẫu, nên nó thường xuyên vắng nhà vì những buổi tập luyện và biểu diễn. Những lúc như thế chỉ có tôi và mẹ kế ở nhà. Mặc dù tôi vẫn luôn gọi cô bằng dì, nhưng thật tâm tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn, người chị, bởi vì cô rất tâm lý và biết cách chia sẻ với người khác. Đôi khi có những khúc mắc về tình yêu và giới tính, tôi luôn tìm đến cô ấy để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Cô cũng luôn luôn lắng nghe và tâm sự cho tôi rất nhiều về quá khứ của mình, về nỗi đau mất mát khi phải chứng kiến cảnh người đàn ông cô yêu thương nhất đã ra đi trong một tai nạn khủng khiếp cách đây 5 năm. Tôi rất cảm thông và luôn muốn san sẻ cùng cô ấy những mất mát đau thương mà cô phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Cô cũng bảo với tôi khi quyết định về sống với chúng tôi cũng chỉ vì cô thương bố tôi phải một mình gà trống nuôi con. Cảm thông cho những nỗi đau mất mát mà gia đình chúng tôi đã phải chịu đựng trong suốt hơn 2 năm qua. Cũng chính những cuộc trò chuyện như vậy đã khiến cho tôi hiểu và yêu quý cô ấy hơn. Và cũng chẳng hiểu sao, trong những giấc mơ, những suy nghĩ của tôi luôn hiện lên đôi mắt u sầu và nụ cười buồn bã của cô ấy. Tôi không còn cảm giác ghen ghét cô ấy như ngày đầu mới bước chân vào ngôi nhà này nữa. Giờ đây tôi cảm thấy thương cô ấy hơn bao giờ hết. Cho đến một ngày, khi tôi đi dự sinh nhật một người bạn thân từ hồi cấp 3. Hôm ấy vì vui quá nên tôi và đám bạn đã uống rất nhiều rượu. Khi về đến nhà, dường như tôi không ý thức được những hành động của mình nữa. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng cô đang ngồi đợi tôi và dìu tôi vào phòng ngủ của mình. Sáng sớm khi tỉnh dậy, tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy cô nằm bên cạnh mình, không một mảnh vải che thân, và tôi cũng đang ở trong tư thế Adam, ngượng ngùng, xấu hổ và bao trùm cảm giác tội lỗi với bố tôi và cô ấy. Đang loay hoay tìm quần áo để mặc thì tôi cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đang mơn trớn khắp cơ thể tôi. Bất chợt, tôi thấy cô ấy đang mỉm cười và nhìn tôi rất trìu mến. Chính lúc này, tôi lại không thể kiềm chế được bản năng làm con đang trỗi dậy trong mình. Tôi ôm chầm lấy cô ấy, hôn lên tất cả các điểm nhạy cảm trên cơ thể. Và chúng tôi đã quấn chặt vào nhau, ân ái, ái ân suốt cả buổi sáng hôm đấy. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là mùi xác thịt của đàn bà. Một cảm giác lâng lâng hạnh phúc lan tỏa trong từng thớ thịt của người con trai 24 tuổi. Dẫu biết rằng tôi đang mù quáng trong niềm hạnh phúc thăng hoa của sự loạn luân, một dẫu biết rằng tình yêu ấy không bao giờ có thể bền vững và có thể có được một kết cục tốt đẹp. Nhưng tôi vẫn muốn yêu, muốn được yêu, được hân hoan trong sự cuồng dại mê muội đấy. Đôi lần ngẫm lại những gì đã qua, về những luân lý đạo đức của người con trai tốt của một gia đình gia giáo, tôi thấy mình như một kẻ bệnh hoạn thật sự. Ngu ngốc, điên dại, tôi dường như đã mất hết lý trí. Tôi nghĩ đến cảnh mình phải quỳ trước mặt bố để xin lỗi, để rồi trốn chạy đến một nơi nào đó thật xa, sẽ quên hết quá khứ, quên hết những ái ân bên người đàn bà đấy, quên hết tất cả những ám ảnh tội lỗi với những người thân yêu trong gia đình thân yêu của mình. Một ngày nữa lại trôi qua, những bữa cơm gia đình dường như không còn những câu chuyện vui vẻ và ấm cúng như ngày xưa nữa. Cả tôi và cô ấy đều nhận ra những sai lầm của mình và tôi biết
Mình không thể xuôi theo những ham muốn dục vọng tầm thường của mình nữa. Tôi sẽ xin chuyển vào Nam để công tác ở một chi nhánh của công ty trong đấy. Tôi sẽ rũ bỏ tất cả để sống thật với cuộc sống của mình, với những ước mơ, hoài bão của một chàng trai đã đạt được rất nhiều thành quả đáng nể trong công việc. Lầm lỗi sẽ chôn vùi theo năm tháng thời gian. Tình yêu và những khát khao tầm thường sẽ biến mất khi ta biết hy sinh cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Dã từ lầm lỗi, dã từ những mộng ảo về tình yêu và hạnh phúc, tôi sẽ bắt đầu với một cuộc sống khác. Cuộc sống của một người đàn ông thực sự có trách nhiệm. Mong sao cô ấy cũng nhận ra những sai lầm của mình để sống với niềm hạnh phúc bên người bố thân yêu của tôi. Hy vọng rằng nụ cười mãn nguyện sẽ luôn nở trên môi của người thân yêu trong gia đình của mình. Quý vị vừa lắng nghe hết câu chuyện tâm sự là ân ái với mẹ kế. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện này? Hồng Nhung nghĩ là cái quyết định chọn ra đi xa đến một cái miền đất mới để quên đi mọi những cái thứ không hay, những cái thứ không nên không phải mà chúng ta đã gây ra ở cái nơi mà chúng ta sinh sống, đó là loạn luân với bà mẹ kế, vợ hai của bố mình. Cuối cùng thì cậu chọn cái cách là trốn chạy. Và trốn chạy như này thì Hồng Nhung thấy là đúng đắn, một quyết định rất đúng đắn. Khi đi xa thì cậu sẽ tìm được những cái nguồn vui mới và quên đi những cái điều không vui. Quý vị nghĩ sao khi mà cậu thanh niên này cậu đã làm nên một cái điều nó rất tài trời như thế? Hãy bình luận xuống bên dưới nhé. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta đến ngay với câu chuyện thứ hai. Sau đêm tân hôn, bố chồng kéo tôi vào phòng và đòi. Đòi gì? Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Quyết định lấy chồng sau gần một năm yêu nhau. Tôi khóc hết nước mắt trước ngày lên xe hoa về nhà chồng. Một đứa con gái luôn được cưng chiều và nhận được sự che chở của mẹ như tôi không dễ gì xa gia đình. Vậy mà hôm nay tôi lại quyết định đi lấy chồng xa. Có khi một năm mới về nhà được một hai lần. Nằm ôm mẹ mà cả hai mẹ con chẳng ai bảo nhau, khóc rưng rức. Sáng hôm sau, khi Thuận đến đón dâu, nhìn thấy đôi mắt thâm cuồng của tôi, anh biết chuyện gì đã xảy ra. Nắm tay vợ thật chặt, anh an ủi tôi khiến tôi càng tủi hơn. Cả quãng đường dài ngồi xe về nhà chồng, tôi nhớ bố mẹ vô cùng. Nước mắt tôi lại rơi khiến Thuận thương vợ. Đêm tân hôn, Thuận không dám làm gì vợ. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm yếm, rồi lại quay sang an ủi. Anh biết vì yêu anh mà vợ đã chấp nhận lấy chồng xa, không thường xuyên về được thăm gia đình nữa. Sự hy sinh của vợ anh nhất định sẽ đền bù cho cô bằng hạnh phúc. Và nếu có điều kiện, anh sẽ đưa vợ về thăm bố mẹ nhiều hơn. Chỉ có làm như vậy, vợ anh mới vui và hạnh phúc. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Thuận xuống bếp nấu cháo gà rồi bưng lên cho vợ. Mẹ nhìn thấy vậy đã lườm nguýt anh và bảo: "Sao mày dại thế hả con? Chưa gì đã để nó bắt nạt như thế rồi, chả ra dáng đàn ông tẹo nào." Thuận chỉ cười rồi lên với vợ ngay. Để cháo đấy, dặn dò vợ vài câu, anh vội lấy cặp đi làm. Do công việc khá nhiều nên ngày nghỉ để đám cưới rất hạn hẹp, anh phải đi làm luôn. Nhìn chồng chu đáo và thương vợ như vậy, tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Sáng hôm đấy vừa ra cửa, ngáp ngắn ngáp dài, thì bố chồng đã lôi tuột tôi vào phòng và đóng kín cửa, khiến cho tôi sợ hãi vô cùng. Nghĩ có điều chẳng lành xảy ra, tôi vơ lấy điện thoại ở bàn gọi cho chồng về cứu. Chưa kịp làm gì thì tay run quá, tôi đánh rơi nó xuống đất và bị bố chồng thu. Tôi vã mồ hôi hột, luống cuống xin bố chồng tha cho mình. "Bố, con là con dâu của bố. Bố không thể làm chuyện này được. Xin bố hãy dừng lại." "Con nghĩ gì vậy con dâu yêu quý? Bố chồng nào lỡ ăn nằm với con dâu? Bố kéo con vào đây là có chuyện muốn nói. Nhưng con phải đồng ý và hứa không kể chuyện này với ai, kể cả chồng con. Nếu không bố sẽ làm con nhục nhã y chề, con hiểu chứ?" "Vâng vâng con hiểu, bố muốn con làm gì?" Tôi sợ hãi và lắp bắp từng câu một. "Phong bì tiền cưới hôm qua của vợ chồng con đâu? Đưa ngay đi cho bố." "Bố, sao bố lại đòi tiền mừng của chúng con vậy? Anh Thuận giữ hết rồi bố ạ." "À, cô đừng có lừa tôi. Tôi biết thừa là cô đang giữ nó. Nếu cô không đi lấy, tôi sẽ cho cô biết tay. Nhanh lên." "Vâng."
Tôi vội vã rời khỏi căn phòng đó, về phòng mình tay run run mở tủ lấy tệp phong bì chưa bóc mang cho bố chồng. Thế con dâu đưa cho cả nắm phong bì dày cộp. Ông vui lắm. Cầm tiền trong tay, bố chồng vội đuổi tôi và không quên căn dặn cấm tiết lộ chuyện này cho ai. Về phòng nằm, và tôi phát hoảng chuyện bố chồng đòi đưa cái đấy. Tôi không thể hiểu nổi đường đường là bố chồng mà ông lại làm cái chuyện tài trời đó. Sau này tôi biết ăn nói với chồng ra sao. Một bên là bố chồng, một bên là chồng. Cô thấy khó xử vô cùng. Thuận chẳng mang đến chuyện tiền nong, nên anh cũng không hỏi xem vợ bóc phong bì tổng cộng là bao nhiêu. Nhiều lần muốn mở lời với chồng, tôi lại nhớ tới lời đe dọa của bố chồng nên thôi. Mấy hôm sau, cô mới hay tin bố chồng đi đánh bạc thua hết gần 100 triệu. Tôi ngã ngửa ra và hiểu lý do vì sao ông lấy tiền của mình và cấm không cho ai biết. Thì ra bố chồng cô là người kiện cờ bạc, cứ có đồng nào lông nướng vào cờ bạc hết đồng đấy. May là kinh tế do mẹ chồng lo liệu và giữ, chứ vào tay bố chồng thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cả nhà đều hoài nghi về số tiền mà bố chồng thua bạc. Ai cũng chả hỏi ông tiền đâu ra mà đánh nhiều thế, nhưng ông nhất định không chịu nói. Chỉ có tôi hiểu ngọn ngành ra làm sao. Thì thoảng bố chồng lại liếc mắt lườm tôi và xin tiền để đi chơi bời. Cứ tiếp tục giấu giếm và làm theo lời đề nghị của bố chồng thì tôi cũng hết sạch tiền mất. Mà nói ra thì mất hòa khí gia đình. Mà nhớ may ông làm gì tôi thì sao? Giờ tôi phải làm thế nào đây? Mong quý vị khán giả hãy cho tôi một lời khuyên. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay ạ? Lần đầu tiên câu chuyện rất là khác với format trong chương trình. Ông bố chồng đòi tiền con dâu và tịch thu luôn số tiền đám cưới để đi đánh bạc. Thế Hồng Nhung ấy, nếu Hồng Nhung là cô con dâu trong câu chuyện, Hồng Nhung sẽ quyết định ngay nói chuyện với chồng mình. Đầu tiên cô phải nói với cái người chồng của mình trước đã. Đó là cái người mà cô có thể tin tưởng duy nhất trong cái gia đình chồng xa lạ mà cô vừa bước chân đến, để xem anh sẽ có cách giải quyết như thế nào. Anh là con trai và anh sẽ có một cái cách để nói với gia đình, nói với mẹ anh, để họp gia đình và có một cái biện pháp xử lý nó triệt để nhé. Chứ nếu mà cô cứ che giấu cho bố chồng như thế này thì được lần một, lần hai rồi sẽ được rất là nhiều lần nữa. Ông sẽ suốt ngày ông đưa cái lý do ra, ông đe dọa và ông sẽ đòi tiền, rồi ông ấy dọa nạt rất là nhiều vấn đề. Như vậy thì cô sẽ rất là khó sống lâu dài trong gia đình chồng. Nếu mà cô muốn giải quyết chuyện này một cách êm thấm và triệt để nhất thì cô nên nói với chồng mình trước tiên. Anh là con trai thì chắc chắn là anh sẽ có một cái cách giải quyết hợp lý. Vì bây giờ cô không thể nào mà sợ mất hòa khí. Nếu mà như này thì nó còn hòa khí nhiều hơn, mất hòa khí nhiều hơn. Cô nên nói chuyện với chồng mình một cách thẳng thắn để anh giải cứu cô trong một cái vấn đề rất là nan giải như thế này. Và chúc là cô sẽ sớm giải quyết được cái vấn đề nan giải mà cô đang đau đầu trong gia đình nhà chồng và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, lâu dài và viên mãn. Và quý vị có một cái cách giải quyết như thế nào? Hãy bình luận xuống bên dưới để cho cô biết được nhé. Đến đây thì thời lượng phát sóng chương trình cũng đã hết. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những câu chuyện tâm sự sẽ có trong số phát sóng tiếp theo vào ngày mai trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Quý vị đừng quên ấn nút hình chuông để chúng ta không bỏ lỡ được những video được phát sóng sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.